Mở tí nhạc nhá các em nhá. À, bắt đầu nào. Mở tí nhạc đấy. Quẩy lên. Tưng bừng nào. Các bạn thả tim đi, chào các bạn. Chào các bạn, chào các bạn, chào các bạn. Chào Minh Huyền. Chào Chi Chi. Các bạn có nhận được thông báo khi thầy livestream không nhỉ? Có nhiều bạn vẫn bảo là không nhận được thông báo. Quẩy lên chúng bay. 4 tháng tới rất là căng thẳng, đúng không? Nó phải quẩy luôn từ bây giờ. Chia sẻ đi các em nhé. Chào Phi Cường. Chào Mai Anh. Có một đũ, có bao nhiêu thứ về tinh thần muốn dạy mà chưa được dạy hết. Xe đi các em ơi, xe mạnh lên là khoảng tầm 5-10 phút là đủ 100 bạn ta bắt đầu. Chào Văn Trọng, chào Mimi, chào Giang, chào Chiến Phùng. Chiến Phùng là một trong những bạn xem đầu tiên, trong những một trong những bạn xem live đầu tiên của thầy Chiến Phùng. Rất nhớ đội ưu tuyển, không biết là đội tuyển gì đây, chắc các bạn đang đá bóng. Chào Chiến Phùng. Các bạn nghe âm thanh hình ảnh được thì các bạn gõ 1 nhá. Chào Phương Phương. Hôm nay thầy tổng hôn cho các bạn một tí về nguyên hàm tích phân. Chào Nguyễn Chính Trinh, Phùng Xuân Sơn, chào em. Nhanh nào thầy ơi, xe đi, xe các bạn xe mạnh vào các group thôi. Thầy phải tự xe đây này, xe vào 2001 tòa lý hóa, sau này xe toàn block thôi. Đây thầy, để thầy tự xe đi đã. Đợi thầy tí đây, xe vào các group nha. Ôi giời ơi, chát nhiều quá, nó cứ quay này. Các bạn chia sẻ vào các nhóm đi nào. 58 rồi, tuyệt vời. Cứ phải được hơn 100 chiến đấu nó mới đã được. Ôi các bạn đăng vào 2001 toàn linh hóa cho thầy nhá. Chào các bạn, chào Đoàn Linh, chào Nguyễn Dũng. Chào Đoàn Linh, chào Nguyễn Dũng. Chào Nguyễn Dũng, chào Na Phạm, chào Đoàn Linh, học đi ạ. Rồi từ từ thêm 10 bạn nữa chúng ta học. Thôi học luôn nhá. Thầy cũng xe đi, xe tiếp vào các group rồi để thầy áp các cái bạn bài xe của các bạn tí rồi chúng ta học. Làm quen tí mà chứ là phải vội. Học nó là sự nghiệp. Để thầy xe thêm là các bạn xe về tường nhá. Giờ thầy sẽ có những bài thầy sẽ ẩn đấy. Các
các bạn xem về tường nó lưu lại. Và thầy thậm chí là xóa luôn. Nhá, nên là phải xem luôn đi. Đứa nào mà chưa biết tính diện tích hình phẳng thì vào mà xem. Đây thầy đợi thầy tí, thầy áp luôn những cái bài bạn xe đã. Để trong 2001 nó nhiều đã. Đợi tí nhá, 1 phút rồi. Chào các bạn. Chào Na Phạm, chào Thủy Nguyễn, chào Nguyễn Quang Thành đang xem. Nếu nào chưa biết tính diện tích hình phẳng thì vô đây nhá. Hôm nay chúng mày phải ít nhất phải tính được diện tích của hình phẳng, biết được tìm cận ở đâu và biết bấm máy Casio. Cái này thì thầy khuyến khích là dùng Casio. Cái nào bảo dùng Casio thì thầy khuyến khích dùng Casio. Úi dồi, ông Thuận Hóa ông dạy cái gì mà mấy trăm thằng vào đây này. Xe bùm 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 ông Thuận Hóa này. Ôi Thuận Hóa dạy cái gì ghê đấy. Sao không ai xem vào 2001 toàn linh hóa giúp thầy cái. 2001 toàn linh hóa sao toàn thấy bài của Thuận Hóa thôi em ơi. Nguyễn Thế cũng đang dạy về tích phân. Nhá, rồi. Các bạn xe là đi xe vào sao không ai xe vào 2001 toàn linh hóa này nhỉ? Các em có biết group 2001 toàn linh hóa không? Các bạn share vào 2001 toàn linh hóa giúp thầy nào. 2001 này. Toán này, lý hóa này. Các bạn share đi, thầy chờ các bạn share trong 5 giây. Các bạn làm hơn 5 giây thôi. Bạn share vào group đấy. Nào chúng ta sẽ bắt đầu. Nhá. Thầy sẽ đợi và thầy approve những cái group này. 5 giây nhá. Chào. Để thầy chia sẻ được cái video lan tỏa đến các bạn. Chào Chi Chi, chào Phùng Xuân Sơn. Chào Chi Chi, em vừa xem xong. Rồi, để thầy refresh lại. Rồi, đây rồi. Thầy sẽ phê duyệt. Đấy, các bạn bắt đầu. Cảm ơn Na Phạm em đã share vào đây group. Cảm ơn Mai Anh. Rồi cảm ơn Nguyễn Chính Trinh. Rồi các bạn đã thầy phải nhắc thì các bạn. Rồi cảm ơn Toàn Châu. Rồi chúng ta sắp có thể chuẩn bị bắt đầu được rồi. Cảm ơn Mai Anh tiếp. Rồi chúng ta có thể bắt đầu nhá. Còn bạn nào xem thì xem thôi. Nào bắt đầu. Thầy toàn live những giờ làm sao cơ em? Em bảo sao cơ? Thầy live liên tục. Bạn nào xem thì sẽ biết. Thôi mở nhạc bé đi nhá. Thôi bắt đầu chúng ta đi đi chiến đấu thôi. Rất nhiều thầy định live về hình OXY nhưng mà rất nhiều bạn bảo là em mất gốc tích phân rồi, em yếu tích phân này kia các thứ nên là thầy không nỡ để qua cái thời điểm này để thầy chuyển XY. Vậy thì hôm nay thầy sẽ live hai phần. Phần 1 là dạy các em về cách tính diện tích hình phẳng. Và phần thứ hai là thầy sẽ ôn lại cho các em tất cả các công thức về thầy đã từng live stream một cách sơ bộ và các em biết được bố cục các bài live mà một bộ hẹp và các bài tích phân rồi. Đây thầy giảm cái tiếng rồi đã. Được chưa? Thì khi mà thầy live thì các bạn cứ comment đáp án gõ 1, gõ 2 gì đấy. Và thầy khuyên các bạn là có máy tính trước mặt để chúng ta có thể bắt đầu được nhá. Hôm nay là phải có máy tính. Được chưa? Hôm nào khác thì không biết nhưng hôm nay phải có máy tính. Hôm nay là phải có máy tính em ạ. Rồi chúng ta đi vào câu 1. Phần hình phẳng này thầy đã gửi tài liệu cho bọn em có 5 dạng nhá. Thì đầu tiên là dạng thứ hai là hình phẳng giới hạn bởi hai đường. Y bằng F1X và Y bằng F2X. Nhớ rằng là khi nó cho ấy, đầu bài nó cho là có thể là và X bằng A, X bằng B nữa. Thì đây không phải là đường đâu nhá. X bằng A, X bằng B đây là cận để gì? Cận để tính diện tích đấy. Cận để tính tích phân đấy. Tính tích phân. Với cái ghi nhớ như vậy chúng ta sẽ đi vào
bắt đầu ghi nhớ. Đường khi nói đường là phải bắt đầu bằng chữ Y. Đường nó bắt đầu phải bằng chữ Y nhá. Nếu mày hiểu rồi thì bọn anh gõ 1. Vậy nào. Loại 1 là đã cho trước 2 cận. Đó. Nào bài 1. Để thầy nâng cái đồ thị nâng cái camera lên tí, nó có vẻ hơi gần quá. Rồi, bài 1 tính diện tích hình phẳng tính diện tích hình L tạo bởi đồ thị hàm số y bằng fx bằng x mũ 3 trừ 1 và đường thẳng x bằng 2 trục tung và trục hoành là bao nhiêu đây? Comment đáp án đi em. Rồi, thầy sẽ giải câu 1 luôn. Câu 1 nhá. Quá dễ đúng không? Câu 1 thì thầy nhắm mắt, thầy không biết cái hình đấy là gì cả. Một cái đường này này, y bằng fx này, đúng chưa? Đường thẳng x bằng 2 tức là nó gì đây? Đây này, đường thẳng x bằng 2, x bằng b, đây là cận để tính, đây là x bằng 2. X bằng 2, được chưa? Trục tung là chính là OI. O ở đây, Y ở đây nhá, OI. Trục tung thì chính là đường x bằng 0. Đấy, nên thầy đã nói rõ này, trục tung là một cận này. Trục tung là một cận x bằng 0. Còn trục hoành là đường thẳng y bằng fx bằng 0. Đấy, được chưa? Thì bọn bay tải tài liệu đấy về mà xem. Hiểu không? Rồi, thế đường thẳng x bằng 2, x bằng 0 này, x bằng 2, trục tung này chính là gì? X bằng 0. Trục hoành đây nói rồi, trục hoành là gì? Y bằng 0 nhá. Đứa nào mà kém thì cũng phải biết. Ngâu ngâu tí cũng phải biết, được chưa? Rồi, trục tung, trục hoành, trục tung phải biết là x bằng 0 và trục hoành là y bằng 0. Còn không biết nữa thì học lại lớp 10 đi. Rồi, bây giờ tính diện tích thì công thức tính diện tích này S phẳng sẽ bằng tích phân từ A đến B của trị tuyệt đối của fx. Trị tuyệt đối dx nhá. S sẽ bằng tích phân từ A đến B của trị tuyệt đối của fx trừ gx dx. Đấy. Hay là nói cách khác là tích S này sẽ bằng là tích phân từ A đến B của là gì? Y1. Đây này, F1 đây này, F1x này, F1 cũng được, trừ đi F2, đóng trị tuyệt đối vào dx. Thế là xong. Bây giờ thay công thức. Ở đây F2 bằng gì? F1 bằng cái này. Còn F2 chính là đây. Đây là F2. Đây là F1 nhá. Rồi thay công thức vào. On cái Casio lên. Chuyển tích phân, được chưa? Nào đường 1 là đường gì? Ấn Shift F để hiển thị tuyệt đối. Hàm F1 nhìn rõ không em? Hàm F1 là x mũ 3 nhá. Trừ đi 1. Trừ đi 1. Hàm F2 là y bằng 0. Trong trường hợp này trục hoành là y bằng 0 thì trừ đi 0. Nhưng mà trừ đi 0 thôi, khỏi trừ, nhưng mà thầy bài đầu tiên thầy làm cho bọn bay nhìn nhá. Được chưa? Trừ đi 0 là trừ đi này này, cái hàm nhất thành hàm 1 trừ hàm 2. Hàm 1 trừ hàm 2, được chưa? Hiểu không? Rồi. Tích phân từ đâu? Tích phân từ mình đã bảo là x từ 0 đến 2 thì vậy là từ 0 đến gì? Đến 2. Rồi được chưa? Voilà, chuẩn chưa? Có gì sai không? Nào để lại cho đồ thị cho nhìn nhá. Đây, công thức đây. Rồi enter đi em. 7 phần 2. 7 phần 2 4 đáp án A, B, C, D. Vậy đáp án A nhá. Rồi được rồi. Mỹ Duyên em đúng rồi em ơi. Tuyệt vời. Đấy. Biết sẵn hai cận bài 2 nào. Gọi H là hình tạo bởi đồ thị này và đường thẳng x bằng 3, trục tung và trục hoành. Khi đó diện tích hình phẳng H là gì? Hoàn toàn tương tự nhá. Trục tung và trục hoành hoàn toàn tương tự, trục tung là y bằng 0, trục tung là x bằng 0, trục hoành là y bằng 0. Ừ. Thế thì trừ 0 thì khỏi trừ thì thôi, lần này không cần trừ nữa, không cần đấy nữa thì bọn em nhập máy tính thôi, xem bốn đáp án đi và bấm máy tính vào. Cận này, cận này, cận là 1, là cận là 0, một cận là 3 nhá. Nào bắt đầu. Nhập hàm vào. Và nhập dấu trị tuyệt đối cho chứng chắc. 4 trừ đi gì? X bình, được chưa? Đúng hàm chưa? Trừ đi không khỏi nhá, trừ đi y bằng không khỏi. Thầy nói rồi, thôi trừ không thì chúng mày phải không cần trừ đâu, tính tất phân từ 0 đến mấy? Đến 3. Bằng bao nhiêu? Đợi tí. 7,66 7,666666 tức là 7,666 là 2/3. 7/2 bằng là 21 cộng 2 là 23/3. Nhá, chuyển này. Sao nó không chuyển? Rồi, 23/3 được chưa? 23/3 đáp án nào đây? A, B, C, D đáp án nào? 2C đúng rồi.
Minh Huyền, Bùi Thị Ngọc Ánh, rất tốt. Đấy chưa? Bây giờ diện tích hình phẳng ít nhất là đi thi là phải chén được các con này ngon luôn. Không được gì phải xoắn củ bọn nào cả. Xe tiếp đi em. Xe vào 2001 toán lý hóa này, xe vào quyết tâm thủ khoa này, đứa nào ở trong group quyết tâm thủ khoa. Quyết tâm thủ khoa 2019. Xe đi xe mà thầy thấy đâu nhiều đứa xem thầy làm đến 10 giờ đêm cũng được. Bài 3 à quên 11 12 giờ đêm cũng được. Gọi N là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị sin x với không nhỏ x nhỏ pi, pi và trục OX. Đấy, nó không nói hoành tung gì cả, nhưng nói trục OX thì bọn bay phải hiểu trục OX là gì. Trục OX chính là trục hoành, tức là trục OX chính là y bằng 0. Diện tích hình N này là bao nhiêu? Thế y bằng 0, y hàm thứ nhất có chưa, hàm thứ hai có chưa, có phải là giới hạn bởi hai đường không? Đấy, giới hạn bởi hai đường nhé, mình đang học giới hạn ở hai đường cho đứa nào vào sau. Tí nữa mình sang ba đường mới khó nhá. Tí mà sang ba đường mới nguy hiểm. Đấy, cận là từ đâu? Từ 0 đến x đến pi, quá dễ rồi, đây là cận này, đây là cận này. Đấy, cận này. Khi mà muốn nhìn cận thì cứ nhìn vào x thôi nhá. Cận là nhìn x. Đó, thì bây giờ bay lắp vào thôi. Bay giỏi hơn thầy bấm máy mà. À, cái này con này là phải chuyển về góc này. Nhớ này, chuyển hàm lượng giác là chuyển về radian. Đứa nào không chuyển là chết đấy. Sai đấy nhá, menu này. Đơn vị góc là 2, đúng chưa? 2, chuyển sang radian có chữ R đây này. Đứa nào nhìn thấy không? Chúng bay có nhìn thấy chữ R không? Đấy, có chữ R nhá. Có chữ R bắt đầu chúng bay mới nhập hàm vào. À, sin này, sin bình này, tích phân này. Nếu mà thầy làm sai thì bảo thầy nhá. Sin này, mũ 2 được chưa? Trừ đi 0. Cái hàm thứ nhất trừ đi hàm thứ hai. Hàm thứ hai bằng 0 có phải bấm vào không em? Không phải bấm nhá, nhưng mà thầy cũng phải nói. À, quên mất dấu trị tuyệt đối rồi. Đấy, quên mất trị tuyệt đối rồi. Được chưa? Phải có trị tuyệt đối cơ. Sin này. À, sin bình thì cần đếch thì trị tuyệt đối. Rồi, thầy quên đấy. Xin bình thì đếch cần trị tuyệt đối cũng được, nó cũng bản thân nó cũng là mũ 2 rồi nhá. Được chưa? Tích phân từ từ mấy, từ 0 đến pi. Rồi nhập vào, enter. 1/2 pi, đáp án nào đấy? Cái này không phải cái pi trên 2 này này, đúng chưa? Rồi nhá, vậy là bài 3 xong. Đấy, nó cho hình để đẹp thôi, hoành tráng thôi. Ờ, comment tiếp đi, bài 4 nào. Gọi M là giới hạn bởi các đường này, x bằng 0, x bằng 1, y bằng 0, y bằng này. Đấy, đây có phải là cận 1 không? Đây cận 2 không? Kiểu gì chúng bay phải tìm ra hai cận nhá. Đường thứ nhất, đường 1. Đây là đường 2. Thì cứ lấy hiệu trị tuyệt đối của hai đường này thôi, xong rồi cứ lắp cận vào. Thôi rồi, bấm nốt con này thôi nhá, quá tam 4 bận, bấm nốt con này thôi này. Được chưa? Nào để radian tính cũng được. Đấy, tính số thì nó tính radian hình như cũng vẫn đúng đấy. Thì tích phân này. Tích phân từ của cái hàm nào? Đóng trị tuyệt đối vào cho chưng chắc nhá. 5 5x mũ 4. Được chưa? Cộng 13x bình. Có nhìn rõ không nhỉ em ơi? Cộng 3 3x bình. Rồi. Cộng 3 nhá, được chưa? Nhập đúng hàm, trừ 0 đếch cần phải trừ nhá. Cận từ 0 đến 1, 0 đến 1 xong. Enter. Chờ tí, bằng 5. May quá có đáp án bằng 5 rồi, đúng chưa? 4A. Vậy là 4 câu đấy bọn bay đã biết tính chưa? Biết tính rồi thì gõ 1 nào để thầy chuyển nào. Thì chúng bay chốt lại là chúng bay phải biết trục tung là gì này. Trục tung là x bằng 0. Trục hoành. Cái này mà không biết nữa thì thôi đừng làm giới hạn hàm số. À đừng làm ấy, đừng làm diện tích hình phẳng. Trục hoành là y bằng 0. Được chưa? Và chúng bay phải phân biệt được là x là cận, còn y là hai các cái đường. Đấy, x là đây là cận. Còn y là đường. Thế bài toán này là hai đường chỉ có hai hàm y thôi. Rồi, chuyển nhá. Một hiểu rồi thì chuyển tất cả các câu sau để thế. Dạng thứ hai. Dạng thứ hai bọn bay chả thấy cái cận đâu cả, nó chỉ bảo thế này thôi. Loại 2 là nó cho biết một cận, tìm cận còn lại. Đấy. Thì cách giải là phải lập phương trình hoành độ giao điểm của hai đường để tìm cận còn lại nhá. Đó. Kiểu gì hai thằng đấy nó cũng cắt nhau ở đâu đấy.
cắt nhau ở đâu đấy thì hai đồ thị mà nó cắt nhau ở đâu đấy. Đây này, ví dụ này này. Nó bảo tính diện tích hình phẳng của cái đường đường F1x đây, F2x đây nhá. Và cái đường x bằng gì? X bằng 1, ví dụ như bài này x bằng 1 đây. Thì mình chỉ có mỗi một cận bọ. Mình có mỗi cái này bọ một cận thì biết cái cận A2 ở đâu thì phải tìm cái chỗ hoành độ giao điểm đây, nó là x bằng mấy nhá. Cái này phải đi tìm. Thế bài này có mấy bước? Bước 1 là phải thằng tìm thằng x kia. Và bước 2 là tính. Tìm được rồi thì quay trở lại như cách 1 nhá. Ok. Chúng bay hiểu rồi thì chúng bay vào câu 1 luôn, chúng bay bấm máy tính đi. À chúng bay đừng bấm máy tính vội, chúng bay sẽ bắt đầu là đùa. Các em sẽ bắt đầu tính diện tích hình phẳng thì cho hai cái đường này là phương trình này, là phương trình hoành độ giao điểm, hoành độ giao điểm thì cho cái y1 bằng y2. Cho cái f1x bằng f2x thì tương đương ở đây là gì? E mũ x mà bằng e mũ trừ x. Được chưa? E mũ x bằng e mũ x thì em sẽ thấy là x bằng gì? X bằng 0 nhá. X bằng 0. Thôi không giải thích đây này, nếu mà đồ thị mà hàm số mũ thì nó luôn luôn đi qua điểm điểm 0 1 nó như này này, một thằng đi xuống một thằng đi lên này. Đấy thì nó cắt nhau tại chỗ 0 này này nhá. Đây là e mũ trừ x nó đi xuống, còn đây là e mũ x nó đi đồng biến nó đi lên. Đấy, thôi rồi cái này không quan trọng nhưng thầy giải thích thôi, không lại bảo là thầy không nói gì. Thế thì rõ ràng nó cắt tại 0 và 1, vậy đây là x bằng 0. X bằng 0 được chưa? Vậy là hai yếu tố ta đã biết chưa? Biết rồi nhá, x bằng 0 x 1 thế thì lắp vào thôi mà tính. Nhá. Lắp vào mà tính tích phân từ gì? Đóng trị tuyệt đối vào cho chứng chắc, đúng không? E này mũ này x này trừ đi này. E mũ trừ này, quên mất. E mũ này trừ này. X này được chưa? Đóng trị tuyệt đối rồi nhá. Hai hàm trừ đi nhau đúng chưa? Hai đường trừ đi nhau. Tích phân từ từ đâu nhỉ? Từ 0 đến 1. Được chưa? Bằng. Cho nó tính đi. 1,086. Ôi nhưng mà số này nó cho thế này thì biết làm sao? 1,088, 1,0886 hoặc là lưu kết quả lại hoặc là viết tạm ra nháy máy nhá. 2e, e lớn hơn 1 thì 2e lớn hơn 1. Đây không tin thì đây. 2 này, shift 2e này bằng 5, mấy cơ, e khoảng 2,7. Cái này vậy là 2e không được, 3e không được vì 2e đã lớn hơn 1 rồi. Bây giờ đến thử cái này. E cộng với cả gì? Cộng 1 trên e. 1 chia e đúng chưa? Trừ đi 2. 1,086 đúng chưa? Bằng chưa? Đúng. C nhá. Đấy, vậy C easy chưa? Thôi thằng này khỏi thử, đúng như ban ngày thế này rồi gì? Chuẩn chưa? Comment đi. Rồi. Xe tiếp vào quyết tâm thủ khoa đi em nhé. Rồi, thế loại 2 thầy chỉ demo một con thế thôi. Chúng mày còn nhiều cái học lắm, mày tự học đi. Chào, đúng rồi, Võ Thị Thu Hà, đúng rồi. Sơn Nguyễn, đúng rồi. Chào các em. Đi rồi, trường hợp thứ 3 nó không cho cận. Cần tìm cả hai cận em ạ. Trường hợp này nguy hiểm cả. Nhá, nó cứ bảo tính hình phẳng. Thì này, cách giải là lập phương trình hoành độ giao điểm của hai đường để tìm cận. Cận bé là nghiệm nhỏ nhất nhá. Còn cận lớn là nghiệm lớn nhất. Giả sử hai đường này nó cắt nhau tại 3 điểm. Ôi, thầy vẽ này có đứa nào tưởng tượng ra gì không? Nó cắt tại 3 điểm, đây là nghiệm 1, đây là nghiệm 2, đây là nghiệm 3. Nhưng mà cái nghiệm giữa này chúng bay có cần quan tâm không? Dạ không cần đâu, đã dùng Casio thì khỏi cần quan tâm nhá. Dùng Casio thì khỏi cần quan tâm. Casio thì không quan tâm nghiệm giữa nhá. Đấy, cái mẹo này phải nhớ này. Casio không cần quan tâm nghiệm giữa đâu em. Thế thì chỉ cần nghiệm bé với nghiệm lớn thôi. Đây là x1, đây là x2. Chỉ cần nghiệm bé với nghiệm lớn thôi. Thì tải ngay tài liệu của thầy về mà học nhá. Có chỗ nào không hiểu hỏi ngay thầy, inbox ngay. Nhưng mà đường parabol và đường thẳng. Nhưng mà nói thật, những đứa nào mà học lớp thầy thì thầy sẽ cho ưu tiên hơn. Và lớp group luyện đề ấy nhá. Đông ở đây, thứ 3 tuần sau khai giảng bọn em ạ. Thứ 3 tuần sau khai giảng, giá khóa học là 300k nhân thể. Thể quảng cáo 10-30 giây. Thì cái này thường gặp là 3 đường parabol và đường thẳng. Đứa nào quan tâm thì inbox nhá. 300k học đến lúc thi. Đường parabol và đường thẳng, hoặc là đường parabol và đường parabol. Thì thường parabol và đường thẳng nó cắt nhau tại mấy điểm? 2 điểm.
2 điểm nhá. Ừ. Ok. Nào thế nào, diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường y bằng x cũng 3 và y bằng 3. Ui dồi ôi, nó cho đúng hai đường thôi có biết đâu. Thì bước 1 đấy, phương trình hoành độ giao điểm nhá. Phương trình hoành độ giao điểm thì bọn cho em cho x trừ 1 nó bằng gì? Bằng 3. Cho hai cái này bằng nhau thì tương đương với x sẽ bằng x bình bằng 4, tương đương với x bằng cộng trừ 2. Trong trường hợp này nó cắt tại hai điểm như này, là x bằng trừ 2 và x bằng 2. Đấy, còn parabol nó như nào mình rất quan tâm nhá. Không cần quan tâm đâu. Được chưa? Bấm máy đi. Bấm máy đi, bấm máy đi. Nào thầy bấm máy cái. X bình này đóng trị tuyệt đối vào. Được chưa? Đóng trị tuyệt đối vào. Hàm thứ nhất là gì? X bình trừ đi 1, đây là hàm thứ nhất nhá. Trừ tiếp đi hàm thứ hai là trừ đi 3. Được chưa? Phải hiệu hai hàm mà. Rồi, tích phân từ đâu? Tích phân từ trừ 2 đến 2. Đúng chưa? 32/3. 32/3. Làm máy tính làm không bao giờ sai được em nhé. Nên là những cái câu này rất dễ, bọn bay phải dùng Casio được. Được chưa? Xong chưa? Nhớ là dạng parabol là đường thẳng. Vậy đứa nào đừng đứa nào giải sai nghiệm. Chỉ có mỗi bước giải nghiệm này mà sai nữa thì thôi đấy. Giải bước 2 là bấm máy tính. Rồi, đúng rồi. Đúng chưa? Nếu mà thấy đúng thì gõ một tí cho thầy thấy như thế nào. Chả biết là nay thấy đúng hay sai thì comment nãy giờ chả trượt câu nào cả. Bố sắp xong chưa? Bố 30 phút nữa bố xong. Nha. Bài 2 gọi M là diện tích hình phẳng giới hạn bởi cái đường này, tính diện tích hình N. Bài này nó cho có vẻ đường này nó hơi nguy hiểm một tí nhá. Thì bọn bay biết rằng là muốn tìm đường thì phải rút ra y bằng gì? Y bằng 3 trừ x. Bà bóc bữa cho bố rồi, bố cảm ơn. Bà con đóng cửa lại đi. Rồi tiếp tục nhá. Cái đường này x cũng y bằng 3 phải rút ra y bằng thì mới có phương trình hoành độ giao điểm nhá. Đây là quan trọng này. Ừ. Cẩn thận sai đấy. Thì bây giờ phương trình hoành độ giao điểm thì cho hai cái bằng nhau, phương trình hoành độ giao điểm bước 1, bước 1 bao giờ là phương trình hoành độ giao điểm. Thì cho x cộng 1 nó bằng gì? 3 trừ x. Đúng chưa? Rồi, thì tương đương với x bình gì? Trừ đi x cộng x trừ đi 2 bằng 0. Nhá. Thì tương đương với x trừ đi 1 nhân với cả x cộng 2 bằng 0. Tương đương với x bằng trừ 2 và x bằng 1. Đúng chưa? X bằng 1 mỗi bên bằng 2, đúng rồi. X bằng trừ 2, đúng rồi. Trừ 2, 5, đúng rồi. Vậy là đúng. Vậy là cận, đây là cận, có rồi. Việc lắp tích phân vào thôi. Tèo Nguyễn mà cũng làm bài này à em? May quá. Tèo Nguyễn ủng hộ thầy ác chiến phết nhỉ. Rồi, tiếp theo làm chúng mày lắp cận vào thôi. Bố đi ra đi để bố làm nhá. À, tích phân này. Hàm thứ nhất là gì? X bình cộng 1. Đóng trị tuyệt đối vào. X bình cộng 1, được chưa? Trừ đi hàm thứ hai là trừ đi 3 trừ đi x. Trừ đi 3 trừ đi x, tức là đây này, lấy luôn cái hàm này cũng được này. Lấy cái hàm phương trình hoành độ giao điểm này. Thôi nhưng mà thầy cứ làm từ từ cho dễ. Trừ đi 3 là trừ đi 3, mà trừ đi trừ x tức là cộng gì? Cộng với x, được chưa? Tích phân từ đâu? Từ trừ 2 đến 1 bằng 9/2 em ơi. 9/2 là bao nhiêu? 9/2 là 4.5 nhá. Cái này sai rồi. Sao lại ra 10/3? Em hay đã thôi, đang nói câu 2 đã. Vậy chúng bay hiểu chưa? Chúng bay hiểu chưa? Nó cho cái trường hợp mà hai đường cắt nhau mà nó lại đây là dạng 3 rồi đấy, thế nhá. Thế tôi không thấy không dạy dạng này nữa đâu nữa. Nếu mà gõ 1 thì gõ 1 à, thầy làm thêm một câu nữa nhá. Xem mà câu 10 này, câu này có phải bằng A không nào? Có đứa comment bằng A rồi này. Rồi, câu này bằng A, giải nhanh này. 2 trừ x bình mà bằng trừ x, đây là phương trình hoành độ giao điểm. Thì hay nói cách khác là hai chuyển vế sang bên này, x bình trừ đi x trừ đi 2 bằng 0. X bình trừ đi x trừ 2 bằng 0 thì là x cộng 1 nhân với cả x trừ 2 bằng 0 nhá. X cộng 1 nhân x trừ 2 tức là x bằng, đây là bài 3 đấy. Thầy xin lỗi, bài 3 tức là x bằng trừ 1 hoặc là x bằng 2, được chưa? X bằng trừ 1 bằng 2 là ra cận của bài 3 rồi nhá.
là cận bài 3 thì lấy hai đường trừ đi nhau. Đấy, bắt đầu tăng tốc này. Tích phân được chưa? Tích phân đóng trị tuyệt đối vào. Hàm thứ nhất là 2 trừ đi x bình trừ đi hàm thứ hai là trừ x, đúng không? Trừ đi trừ x tức là cộng gì? Trừ trừ thành cộng x. Được chưa? Rồi. Đúng rồi. Cận từ đâu? Cận từ trừ 1 đến 2. 9 phần 2 là ra bao nhiêu? Đáp án nào? A. À, đấy, vậy là con này dễ chưa? Vậy 4A nhá. Ui giời, toàn trâu, đúng rồi. Đảm bảo 100% đã hiểu nhá. Không đứa nào được không hiểu. Casio. Được chưa? Rồi. Đây này, cũng parabol này. Thôi được rồi, thầy lướt qua các bạn này. Parabol này và trục hoành là y bằng 0. Đấy, thầy đã nói rồi, trục hoành là y bằng 0. Chúng bay mà nhìn không thấy thằng y thứ hai thì phải để ý. Thằng đường thứ hai không nhìn thấy thì phải để ý xem là trục hoành hay không nhá. Ừ. Trục hoành là y bằng 0. Câu này mà giết được khối thằng là cho y bằng 0 thì đứa nào cũng làm được, nhưng mà cho trục hoành này lởm khởm là lằng nhằng đấy. Câu 6 này. Rồi, cái này là bậc 3 với cả bậc nhất. Đấy, cái này hai cái bậc 2 với nhau, hai cái parabol với nhau giao nhau cũng ra diện tích hình phẳng này. Ừ. Thì tương tự như thế. Rồi bây giờ thầy sang loại tiếp theo nhá. Đấy thì bọn em luyện tập thêm những câu này. Nhớ là những cái hàm lượng giác này mà khi bấm máy phải chuyển về radian. Chuyển đo góc này về radian nhá. Ừ. Rồi, 5D. Thôi thầy không bấm máy nữa đâu, chứ có mỗi giải phương trình ra xong rồi nhập hàm bấm máy là xong tất cả các bài này. Thôi có làm cái hàm bậc 3 này thì làm này. Rồi làm câu 6 nhá, làm câu 6 hàm bậc 3 nhá. Xem có gì khác biệt không nào. Thôi tất cả gõ một cái làm câu 6 hàm bậc 3 này. Thầy chưa thử đâu. X mũ 3 trừ 3X bằng X. Đúng chưa? Tương đương với X mũ 3 trừ đi gì? Trừ đi... Ôi cái này không có đáp án này. Ôi chết rồi, nhầm rồi. Thôi được rồi, câu 6 thì thôi bỏ. Rồi hiểu rồi đúng không? Đây, không cho cận cần tìm cả hai. Nhưng mà cái bài này có một chút đặc biệt này là x bằng y bình. Diện tích hình phẳng x bằng y bình. X bằng y bình thì tính bằng cái nào? Được tích phân này trong mặt phẳng OBE, diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đường cái đường này và đường y bằng x bình được tính bằng tích phân nào? À, bài này nó không bảo tính bằng bao nhiêu mà nó bảo em gì? Em nhìn cái diện tích hình phẳng này em vẽ hình ra xem nó bằng như nào nhá. Ừ. Được chưa? Thì cái đường y bằng x bình nó sẽ như này. Y bằng 2x bình nó sẽ như này. Đây là y bằng 2x bình. Còn x bằng y bình nó sẽ là như này. Đấy. Thì diện tích hình phẳng nó có mỗi chỗ này thôi. Đúng chưa? Chắc chắn là y phải. Thì tìm cái chỗ này từ đây rút ra là y nó sẽ bằng căn x. Y bằng căn x thì phương trình hoành độ y bằng cộng trừ căn x. Nhưng mà cái phần này, đây là y bằng cộng căn x này. Còn phần phía dưới này, nửa này này, là y bằng trừ căn x nhá. Nửa trên là y bằng cộng căn x. Nó có hai nửa đấy. Đấy. Thì y bằng cộng căn x thì nó mới giao được y bằng cái chỗ này bằng x bình. Ừ. Thì bọn em phương trình hoành độ giao điểm là 2x bình bằng căn x. Xưa là x bằng mấy? Bình lên là 4x mũ 4 bằng x tương đương với x bằng bao nhiêu chỗ này ấy nhỉ? X ra ngoài trong còn 4x mũ 3 trừ đi 1 tương đương với x bằng căn bậc 3 của 1/4. Căn bậc 3 của 1/4 nhá, căn bậc 3 của 1/4 xem là đáp án là căn bậc 3 của 1/4, cái này có vẻ đúng này. Đấy. Căn bậc 2x bình trừ đi x. 2x bình nó ở trên. À đây, cái này vậy là thằng này sai rồi này nhá. Còn bây giờ thằng nào trừ thằng nào? Căn x trừ đi 2x bình hay là 2x bình trừ đi x? Thì em thấy là 2x bình nó, để thầy viết lại cái đồ thị này. Đấy, đây là y bằng 2x bình và đây là y bằng gì? Y bằng căn x. Rõ ràng y bằng căn x nó ở trên. Y bằng căn x nó ở trên, vậy thì phải lấy thằng trên trừ thằng dưới. Vì nó trở thành trị tuyệt đối, vậy là căn x trừ này đáp án C nhá. Rồi, được chưa?
Câu này thi được đấy, câu này thi được đấy nhá. Câu này thi là bắt đầu dạng nâng cao được rồi đấy. Đó. C được rồi, đúng rồi. Tiếp tục nào. Bây giờ diện tích hình phẳng đến đây là bắt đầu có nhiều đứa bỏ này này, diện tích hình phẳng giới hạn bởi 3 đường. Nào, tiếp tục nào, diện tích hình phẳng giới hạn bởi 3 đường. Cái này khó này nhá, cái này khó nhưng mà phải học thế chứ, còn học cái kia thì bọn bay cũng chỉ top giống top 50% thôi. Bây giờ đứa nào muốn bứt lên top 20% thì 30% thì phải học cái loại này. Nhưng mà loại này cũng không thi đâu, cứ học để phòng thân thôi. Thầy nói thật, xác suất thi ít lắm. Thực ra là hôm nay thầy rất muốn dạy hình OXYZ ý, bởi vì nó chiếm trọng số rất là nhiều, trọng số cao. Còn cái câu tích phân hình phẳng này nó chỉ mức độ nhận biết này thôi. Có khi là học, nhưng mà học bao nhiêu cái khó nhưng mà nó thi rất là đơn giản. Đấy. Nhá. Đây này, không tin thì thi đề của bộ đây. Chém gió tí cho chúng bay xem luôn. Đề của bộ đây nhá, đề tham khảo này. Rồi làm luôn đề tham khảo của bộ đây. Câu 24, diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình được bên được tính bởi công thức nào? Nó cho luôn hai cái hình rồi. Đấy, comment đáp án xem nào. Comment đáp án câu này xem nào. Câu 24, diện tích hình phẳng giới hạn bởi cái gì? Đấy, đây đây đề thi tham khảo của bộ ấy nhá. Đây này, Bộ Giáo dục Đào tạo này, kỳ thi trung học phổ thông này. Đấy, đề thi tham khảo. Đấy, nó chỉ thế này thôi. Chúng mày học những cái cao siêu làm gì? Nào, comment đáp án luôn nào, comment đáp án đi. Ừ. Thì vọc đầu tiên là mình chỉ cần biết là thằng nào ở trên thôi, để trừ thằng kia, nó trừ thằng kia thì nó là dương. Thì thằng này phải lấy thằng này trừ này, tức là lấy trừ x mũ 3 trừ x bình này cộng 3 này trừ đi cái thằng này. Trừ đi x bình này, trừ đi 2x trừ 1. Đấy. Ồ, vẫn đưa có đứa ra A à? Đáp án nào đấy? Sao lại ra A hả em? Cái này phải bằng trừ 2x bình cộng 2x cộng 4 nhá. Sao lại bây giờ vẫn... Nào nào đấy, câu rất nhiều bạn comment câu A nhá. Đấy, 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 đấy. Chúng bay không đúng là... Chúng bay đóng rộng tuyệt đối bằng máy tính thì hiểu, nhưng mà bản chất thì lại khâu sai hết rồi đây này. Nào bây giờ cãi nhau đi, A hay D? Toàn Châu nào, A hay D nào? Nhớ, nó bảo là S hình phẳng ý, thì bằng là trị tuyệt đối của bằng S hình phẳng bằng tích phân từ cận cận bé đến cận lớn của gì? Trị tuyệt đối của F1 trừ đi F2 đóng vào DX. Thì F1 trừ đi F2 thì đóng trị tuyệt đối này thì kết quả của F1 trừ đi F2 nó phải bằng cái vần F1 mà trừ đi F2 đóng trị tuyệt đối vào. Nó phải bằng cái hàm ở trên trừ đi hàm ở dưới. Thế cái hàm nào trên, cái vùng nó giao nhau này, thằng nào trên, cái đường đỏ này trên này nhá, đường đỏ ở trên thì nó phải là hàm này ở trên chứ. Thằng này ở trên phải trừ đi thằng này chứ, phải trừ đi thằng xanh ở dưới chứ, trừ đi thằng xanh ở dưới này. Đấy, được chưa? Vậy thì lấy thằng này, lấy thằng x bình trừ x bình cộng 3 trừ đi cái thằng này, trừ đi x bình cộng trừ đi 2x trừ 1. Được chưa? Cuối cùng rút gọn cái này thành trừ 2x bình cộng 2x cộng 1 à cộng 4. Đấy, vậy là đáp án D nhá. Tích phân từ trừ 1 đến 2 thì đúng rồi, trừ 1 đến 2 đúng rồi. Được chưa? Sao lại họ quên ngoặc? Họ cố tình hỏi thế, họ quên ngoặc làm sao được Kerry Ken? Họ quên cái trị tuyệt đối á, họ cố tình hỏi thế để bọn em phá trị tuyệt đối ra thôi. Ừ. Được chưa? Đấy, thi nó chỉ có thế dễ thôi. Bây giờ 3 đường nào. Chán thế nhỉ, có 60 bạn xem, các bạn share tiếp đi nào. Bạn share mạnh lên. Share vào group 2001 toán lý hóa một phát nữa cho thầy, những ai chưa share vào 2001 toán lý hóa nào. Và share vào quyết tâm thủ khoa nào. Ừ, được chưa? Rồi, cái bạn loại 3 tiếp tuyến thì như này. Câu 25 á, thôi 25 gì, thầy không dạy thứ khác, hôm nay chỉ tích phân thôi. Dạy phải có bài bản chứ. Đây, đây là câu một cái bạn trong nhóm, trong lớp của thầy hỏi thầy nhá. Thầy cũng tìm thấy đúng tài liệu này luôn.
Đấy, bạn hỏi là cho hình bên dưới có parabol là như này. Cái đường parabol bọn em biết rồi, đây đường parabol đây đúng không? Đấy, parabol đây. Parabol và các tiếp tuyến của nó tại M1. M1 là cái điểm này này. Đấy, bọn em nhìn rõ không nhỉ? Và M2, M1 là cái điểm này. Và M2 là cái điểm này. M2 là điểm này. Đấy thì bọn em kẻ hai cái tiếp tuyến nhá. Nó khi đó diện tích phần gạch chéo là bao nhiêu? Ôi giời, quá khó. Quá khó luôn, câu này phải nói là quá khó luôn. Nhá, câu này thì mức độ 8 cộng là chắc rồi. Khi trắc nghiệm mà gặp câu này thì chắc chắn là phía tầm 35-40 rồi. Không bao giờ có chuyện xuất hiện ở 30 câu đầu của câu này. Nhá. Không bao giờ luôn. 35 câu đầu bọn em sẽ giật mình luôn, khối đứa giật mình ngã ngửa luôn. Rồi thì đầu tiên bài toán này bọn em phải 3 đường. Với cái bài toán 3 đường ý, ui thầy viết giảng nào 3 đường cho chúng bay nghe đây. Thôi bài này để sau lại nhá, để xem cái tìm bài 3 đường nào dễ lên trước. Thôi không có đâu, thôi được rồi, chiến luôn. Rồi, nào 3 đường. Thì đầu tiên đường thứ nhất là gì? Parabol, đường 1 ở đây là gì? Parabol, hiểu không đã nào? Parabol. Đường 2 là cứ mình có gọi là đường này đường 2. Đường 2 là tiếp tuyến tại gì? 0-3 nhá, đây là đường 2. Đường 2 là tiếp tuyến thứ nhất. Đường 3 là tiếp tuyến thứ hai. Đấy, chịu khó nghe. Đây là đường 3. Còn đây là đường parabol là đường 1. Được chưa? Parabol là đường 1, đó. Thì bên diện tích hình phẳng giới hạn bởi 3 đường thì bọn em sẽ biết 3 đường nó sẽ giao nhau tại mấy điểm. Đường 1, 3 đường này này. 3 đường bình thường này. 3 đường thẳng đi. Thì đường 1 với đường 2 nó giao nhau tại một điểm. Đường 1 và đường 3 nó giao nhau tại một điểm. Đường 2 và đường 3 giao nhau tại một điểm thì thông thường ý, nó sẽ giao nhau tại 3 điểm. Nhá. Và bài toán của mình cũng chỉ giao tại 3 điểm thôi. Giao tại 3 điểm thôi nhá. Nhưng mà vấn đề là bây giờ phải đi xác định được 3 điểm đấy. Mà muốn xác định được 3 điểm đấy thì phải biết phương trình tiếp tuyến. Được chưa? Vậy thì bước 1 là phải viết được phương trình. Viết được phương trình tiếp gì? Tiếp tuyến. Rồi, viết được phương trình tiếp tuyến thì đây là rất nhiều bạn không biết cái này. Thầy dạy hàm số không hiểu tại sao riêng phương trình tiếp tuyến bọn nó không thể nào nhập được. Không thể nào học được. Phương trình tiếp tuyến tại một điểm x0, y0 ý. X0, y0 của một cái đường cong này này. Phương trình tiếp tuyến này này, tức là phương trình của cái đường này này, tiếp tuyến này này. Phương trình là đường thẳng. Thì phương trình tiếp tuyến tại cái điểm M có tọa độ x0, y0 ý, nó lại cho được công thức như này. Phương trình tiếp tuyến nó sẽ cho như này. Nếu nào chưa nhớ thì nhớ nó này. Y trừ đi y0 bằng K x trừ đi y0. Nói K cho dễ, K là hệ số góc. Cái này lớp 9 nói rất nhiều rồi. Nhưng mà K nó sẽ chính bằng là F phẩy của x, nhưng mà được tính tại x bằng gì? x0. Được tính tại x bằng x0 nhân x trừ x0. Vậy đầu tiên bọn em phải tìm hàm f phẩy x nào ra, xong là thay x bằng x0 vào đây nhá. Vậy phương trình tiếp tuyến này đầu tiên này, bước 1 bọn em phải tính f phẩy x nó ra. F phẩy x nó bằng cái gì? 2x bình. Rồi. Được chưa? Thế thầy đệm cái này vào đây nhá. Cái hàm đấy là y bằng trừ x bình cộng 4x trừ 3. Rồi, thì f phẩy x nó sẽ bằng là trừ 2x cộng gì? Cộng 4. Được chưa? Có gì sai không? Trừ 2x cộng 4. Được chưa? Bây giờ f phẩy x có rồi. Bây giờ tại gì? Tại x bằng x0. Tại x bằng x0 trong trường hợp cái điểm đầu tiên ý. Trong trường hợp tiếp tuyến 1 nó đi qua cái điểm này. Tại cái điểm M1 là 0, 3. Đây tiếp tuyến 1 đây. Tiếp tuyến 1 là cái đường này này. Tiếp tuyến 1 đấy, hiểu không? Tiếp tuyến 1 nó đi qua điểm 0-3. Vậy thì x ở đây x0 bằng mấy? X0 là nhìn tọa độ x thôi nhá. Đây này, nhìn tọa độ x như thế này. Bằng 0. Thì thay vào đây 2 nhân 0 là 0 cộng 4 là 4. Được chưa? Vậy là nó như này. Vậy thì phương trình tiếp tuyến 1 y0 bằng mấy? y0 bằng -3. y0 bằng -3 tức là y mà trừ đi -3, hay là chuyển y0 ra cũng được nhá, chuyển thôi y trừ đi -3, viết đúng thế này cho đúng.
bằng 4 nhân x trừ đi 0. X trừ đi 0, được chưa? Đây là phương trình tiếp tuyến. Thì y sẽ bằng là 4x trừ đi 3. Ừ. 4x trừ đi 3, được chưa? Ơ. Được chưa nhỉ? Đúng không em nhỉ? Ôi đây là đúng rồi. Sao lại nhìn có vẻ khang khác ấy nhỉ? 4x trừ đi 3 nó phải quay lên cơ mà. Nào các bạn comment nào. Đúng rồi nhá. Y bằng 4x trừ 3. Đến bài 2. Rồi, đến là phương trình tiếp tuyến 1. Tương tự thế bọn em gọi là phương trình tiếp tuyến gì? Tiếp tuyến 2. Phương trình tiếp tuyến 2 bọn em sẽ ra được cái gì nào? Phương trình tiếp tuyến 2. Phương trình tiếp tuyến 2 bọn em sẽ ra y nó sẽ bằng. Phương trình tiếp tuyến 2 thì thầy tính nhá, phương trình tiếp tuyến 2 này. Rồi các bạn tập trung nghe, phương trình tiếp tuyến 2 thì sẽ vẫn có y phẩy f phẩy x nó bằng là trừ 2x cộng 4. Cái điểm tại điểm thứ 2 là trừ 3. Nó vẽ mẹ nhầm. Đại điểm thứ 2 là 30 nhá. Đại điểm thứ 2 là 30. 30 mà sao nó vẽ xuống âm 3 thế này? Cái hình này nó vẽ sai rồi em ạ. Nhìn giật mình quá. Đi hình này nó vẽ sai rồi. Ờ trên đề là 30 mà sao lại trừ đây là 30 mà trên đề lại vẽ thành âm 3 nhỉ? Bố ăn chưa bố? Bố đề này sai. Từ từ thôi, được rồi, mình làm theo đề nhá, đừng nhìn vào hình. Mình làm theo đề đi em. Từ nãy giờ nhìn nó cứ ghê thế nào. Hay là có nó bị nhầm cái chỗ này này, điểm M này, hai vị trí nó nhầm nhau này. 0 trừ 3. Ờ nhầm hình thế nào rồi ấy. Nhầm hình thế nào rồi đấy, đúng rồi. 0 trừ 3 thì nó phải M1, 0 trừ 3. 0 trừ 3 thì nó phải ở đây chứ. Còn 30 nó ở đây chứ. Trời, lộn xộn mất rồi, bảo làm sao cứ thấy sai. Các bạn hiểu ý lộn xộn ở đây không? Rồi, ông đánh máy, ông lộn xộn mất rồi. Đây, điểm này không phải là 0,3 mà điểm này là, điểm này mới là 0,3 này. Còn điểm này là 0 này, trừ 3 này, nhá. Đấy, điểm 0,3 ở đây. Được chưa? Chứ có ông này ông đánh là 0 trừ 3, các bạn có nhìn thấy dấu trừ ngược không? À quên, nhầm thành nhầm, điểm này là 30. Điểm này là 30. Y bằng 0 mà, điểm này là 30. Điểm này 30, còn đây là 0 trừ 3. Ừ, tức là ngược hai điểm với nhau rồi. Ngược hai điểm với nhau rồi em ạ. Điểm 30 nó ở đây cơ. Chán thế nhỉ. Rồi. Làm theo cách diện tích tam giác thì chia thế nào em? Diện tích tam giác chia này á? Thôi từ từ. Rồi, không làm theo diện tích tam giác đâu. Cái cách này là như này nhá. Rồi, vậy phương trình này điểm rồi được, vậy là một phương trình tiếp tuyến đúng rồi này, không có vấn đề gì đâu. Tiếp tục đi, đừng nhìn vào hình. Thì f(x) bằng trừ 2x cộng 4 tại cái điểm là gì? Lúc nãy là mình đã tính tại điểm 0 trừ 3 rồi. Tức là mình đã tính tại điểm này rồi. Đây này chính là tiếp tuyến 1 ở đây cơ. Còn tiếp tuyến 2 nó đây cơ em ạ. Đấy, tiếp tuyến 1 ở đây. Thằng nào nhìn thấy 4x trừ 3 nó đi lên, đầu hàm đồng biến mà lại đường này nó rút xuống. Được chưa? Tiếp tuyến 1 đây cơ, tiếp tuyến 2 đây cơ, đầu bài nó nhầm. Rồi, các bạn thả tim là chúng gọi các bạn hiểu rồi đấy. Đúng rồi. Tuyệt vời. Đấy. Tại vì cái đề nó nhầm em ạ. Tại vì cái đề nó nhầm, nó đánh nhầm cái điểm này thôi. Cái hình vẽ nó đánh nhầm cái điểm này. Thằng ấy nó cài thầy ghê quá. Thì là 2x trừ 2x cộng 4 này mà đây tại cái điểm là x bằng x lúc nãy mình tính bằng x bằng 0 trừ 3 rồi, bây giờ tính điểm tại điểm 30 nhá. Tại điểm 30 tức là thay 3 vào đây thì là f(x) tại điểm 3 là tại x bằng 3, x không bằng 3 thì nó sẽ là trừ 2 nhân 3 cộng 4, nó sẽ bằng trừ 6 cộng 4 là bằng trừ đi 2 nhá. Trừ đi 2 thì y trừ đi y không bằng trừ đi 2 nhân với cả x trừ đi không, mà bên lắp x không y không vào đây, y không là 0, y không là 0 tức là y trừ đi 0 bằng trừ 2 x trừ đi x không là trừ đi 3 nhá. Đấy, tức là y sẽ bằng là trừ 2x cộng 16. Được chưa? Y bằng trừ 2x cộng 6.
Đúng rồi đấy, y bằng trừ 2x cộng 6 nhé, được không em? Vậy là mình có tiếp tuyến 1, tiếp tuyến 2. Vậy là mình có tiếp tuyến 1, tiếp tuyến 2. Nhá, vậy thầy sau bước đầu tiên thầy tổng kết lại này, vậy ba đường đấy đã sẽ là gì? Vậy sau bước đầu tiên tìm tiếp tuyến, vậy ta sẽ có đường đấy là y bằng trừ x bình cộng 4x trừ 3. Đường thứ hai là y bằng cái này này. 4x trừ 3, 4x trừ 3. Và đường thứ ba là y bằng cái này này, trừ 2x cộng 6. Trừ 2x cộng 6. Được chưa? Vậy mình đang được cái ba đường chưa? Ừ. Rồi nhá. Ra được ba đường thì bây giờ quan trọng nhất là em phải, cái diện tích nó như này, các em phải xé ra làm thành hai phần. Đúng chưa? Diện tích hình phẳng thì mình chỉ có hai đường trừ đi nhau thôi. Diện tích hình phẳng thì công thức bình thường ấy nó chỉ có S sẽ bằng này tích phân này của cái đường 1 này trừ đi đường 2 từ A đến B của FX của DX thế thôi. Đấy, đường 1 trừ đi đường 2 tức là F1 trừ đi F2 thôi. Nhá. Thế bây giờ nó có ba đường như thế này thì rõ ràng mình phải chia thành hai phần. Phần thứ nhất là mình sẽ chia nó ở đây. Mình gióng một cái đường thẳng vuông góc xuống đây. Đấy, mình phải gióng đây. Thì diện tích đấy sẽ bằng diện tích của phần bên này này cộng diện tích của phần bên này này. Được chưa? Đấy, xuống hẳn tận đây. Đó. Thì đây sẽ là gọi là S1, đây gọi là S2. Nhá. Thế thì S1 sẽ bằng cái gì? Được chưa nào? Rồi S1 bằng gì nào? Mai vẫn đăng ký à, Mai đăng ký khóa pro đi, trong tuần này đăng ký đi nhanh, tuần sau khai giảng rồi em nhé. Nguyễn Mai, Phạm Mai ơi. Phạm Mai, Mai đăng ký luôn nhá. Rồi. Thôi thầy thêm tí nữa câu này này, thầy rồi cho hôm nay thầy nghỉ sớm tí, ba đường thầy gửi tài liệu, bạn nào có ấy thì hỏi thầy nhá. Thầy hôm nay thực ra thầy chuẩn bị rất tham vọng nhưng mà không thể đi nhanh được đâu. Học hành nó phải rồi. Thế thì phương trình hoành độ giao điểm thì mình đã biết cùng cái này giao tại đâu rồi, mình đã biết rồi nhá. Cái này giao tại đâu mình đã biết rồi. Bây giờ quan trọng nhất tìm điểm này. Điểm này em thấy là giao của hai tiếp tuyến không? Đúng không? Vậy thì mình sẽ cho hai tiếp tuyến nó bằng nhau. Đây, mình sẽ cho hai tiếp tuyến nó bằng nhau. Nhá. Phương trình hoành độ giao điểm của tiếp tuyến 1 và tiếp tuyến 2 thì em sẽ cho là 4x trừ đi 3 bằng trừ 2x cộng 6 tương đương với cả là gì? Tương đương với cả 6x bằng 9 tương đương với cả x bằng 3 phần 2. Được chưa? Voila chưa? Vậy x bằng 3 phần 2. Vậy thì em sẽ ra chỗ này là x bằng 3 phần 2 này này. Nó chấm đúng rồi này. X bằng 3 phần 2. Thế thì tạm thời che cái phần S2 này đi. Che cái phần S2 này đi. S1 nó sẽ bằng gì? Nếu em tạm thời che phần S2 đi. Thì S tổng thể nó sẽ bằng S1 cộng S2. Mà S1 nó sẽ bằng là S1 nó sẽ bằng gì? Bằng tích phân từ đâu? S1 là cái miền này này. Từ cái vùng từ đây này. Từ cái đường cong này này, từ cái chỗ điểm này này, điểm này này và điểm này này. Đấy. Thì rõ ràng là S1 sẽ phải bắt đầu từ trừ từ x bằng gì? X bằng 0. Đúng không? Giống về trục x, đây tức là đường thẳng này, x bằng 0. Từ x bằng 0 tức là từ 0. S1 sẽ bằng như này, từ 0 đến 3/2 của hai cái hàm trị tuyệt đối của hai hàm này trừ đi nhau. Nhưng mà mình đã biết hàm này ở trên, hàm này ở dưới rồi. Thì là mình sẽ lấy là tiếp tuyến 1 trị tuyệt đối của tiếp tuyến 1 trừ đi parabol. Được chưa? DX. Này có vấn đề gì không? Đấy là S1 nhá. S2 nó sẽ bằng tích phân từ, nó sẽ là giới hạn bởi đường này này, đường này này. Đấy, đường này này. Và hai cái đường hai cái cận này và hai cái đường này. Đúng chưa? S2 sẽ bằng trị tuyệt đối của tiếp tuyến 2 trừ đi parabol DX. Và đóng cận là từ đâu? Từ 3/2 đến 3. Đấy, các em có thể bấm máy 2 lần hoặc các em bấm máy 1 lần cũng được. Thì các em tính bằng Casio. Nhá. Casio, nào bây giờ lắp tất cả các đường này vào. Rồi, thầy sẽ làm nốt câu này cho nó chuẩn chỉ, được chưa? Đấy. 9/4. Hoàng Kim Doanh, vậy là cuối cùng ra đáp án là bao nhiêu? 9/4. Quan trọng là các bạn lắp hai công thức này vào nhé. Bây giờ lắp hai công thức này vào này. Tích phân từ 0 đến 3/2. Tích phân từ đóng trị đối. Đóng phân trị đối tiếp tuyến 1 là gì em?
Tiếp tuyến 1. Tiếp tuyến 1 là thằng nào nhỉ? Nhìn nhầm là chết đấy. Tiếp tuyến 1 là đây, 4x trừ 3. Tiếp tuyến 1, được chưa? 4x trừ 3. Trừ đi cái parabol là gì? Trừ x bình trừ 4x, à, cộng 4x trừ 3, tức là trừ trừ thành cộng. Nhá, 4x trừ 3 trừ trừ thành cộng là trừ cộng với cả x bình trừ đi 4x, được chưa? Trừ 3 thì thành cộng 3. Đấy, là tích phân thứ nhất đóng cận vào từ đâu? Từ 0 đến 3 chia 2. Được chưa? Cộng tích phân thứ hai đóng trị tuyệt đối vào. Cẩn thận là thực ra nó dương rồi đấy, nhưng mà cứ đóng trị tuyệt đối vào nhá. Tiếp tuyến 2 là trừ 2x trừ 6. Trừ 2x trừ 6. Trừ 2x trừ 6. Trừ tiếp cái này. Trừ nhưng mà trừ trừ thành cộng này. Trừ tiếp cái này trừ trừ thành cộng là cộng với cả 2x trừ 6 là cộng với cả x bình trừ đi 4x cộng 3. Được chưa? Tích đóng cận từ đâu đến đâu? Từ 3 chia 2 mà đến đến cận mấy đây nhỉ? Đến cận 3 nhá. Đến cận 3 này, cận là luôn luôn nhìn x, cận là luôn luôn nhìn x đến cận 3. Xem x nó kết thúc ở đâu nhá, cận là luôn luôn nhìn x kết thúc ở đâu? Bằng 18. Sao 18? Có gì sai không em? Hai x cộng sáu à? Hai x cộng sáu. Thầy rất hay nhầm dấu cộng trừ này. Trừ hai x cộng sáu đúng rồi. 9/4, được rồi, cảm ơn bạn nào đấy. 9/4 nhá, trừ 2 cộng 6, 9/4. Vậy là đáp án nào em? A, B, C, D là 9/4 là đáp án nào? C nhá, được chưa? Đấy, vậy thì các bạn hiểu bài toán 3 đường như thế. Thì nguyên tắc bài toán 3 đường là các bạn tìm 3 cái cận này ra. Xong là tìm 2 thằng nhỏ nhất và xẻ nội thằng giữa ra nhá. Ok. Rồi, vậy là bài đó xong. Thì tương tự thế, còn các cái bài sau thì các em tự làm nhé. Bài sau này, bài 2, bài 3 này các em tự làm này. Được chưa? Bài 3 thế tự làm nhé. Còn bài bây giờ thầy giảng cho bọn em một bài nữa về bài toán vật lý được không? Hay là có bạn nào giải thì ấy. Mấy giờ nhỉ? Thôi để sau vậy nhé. Thì cảm ơn tất cả các bạn. Thì xin các bạn một like nào. Thì thầy hôm nay cũng rất là bận rộn, nhưng mà cũng sẽ cố gắng, đã live là nói với các em là live là live. Được chưa? Thì xin tất cả các bạn thả tim và ấy, thì thầy sẽ các bạn nào mà muốn đáp án chi tiết ý, thì share vào 3 group học tập, share vào 5 group học tập, share vào 3 group thôi cũng được, 3 group lần này. Thì inbox thầy. Tức là thực ra là có ít bạn inbox quá nên là nhiều khi thầy cũng không trả lời đáp án của các bạn. À, trả lời ấy của các bạn lẻ tẻ, thầy muốn nhiều một tí. Rồi, vậy thì hôm nay hy vọng các bạn là nhớ được là gì? Hai đường thì tính như nào, hai đường có mấy trường hợp và ba đường thì tính như nào nhá. Rồi ok. Các bạn nào nhắc lại này, các bạn nào nhanh này, tuần sau sẽ khai giảng. Tuần sau khai giảng, bạn nào mà chưa đăng ký mà xem live của thầy thấy có thể học được cái gì đấy thì đăng ký nhanh nhá. Hơi sớm đó thầy á. Ờ Kerry Ken ấy, thôi thầy mấy hôm nay thầy cũng đi lại có nhiều việc cá nhân ấy. Cũng đang chuẩn bị cho khai giảng, cũng rất là nhiều việc. Nên là thầy, hôm nay thầy live đến thế thôi. Hy vọng bọn em học được một ít nào đấy nhá. Thầy thực ra rất là muốn live lại cho các bạn. Mà thậm chí bây giờ đến công thức, những cái công thức này này, cái kỹ thuật, các cái kỹ thuật tính tích phân này này, các cái công thức hàm hợp này này là các bạn vẫn còn chưa rõ này. Thì thầy rất là muốn giúp các bạn đấy. Nhưng mà thôi để dịp khác vậy nhá. Thầy chào tất cả các em. Các bạn cũng nghỉ sớm để mai lên trường còn học nhá. Rồi chào tạm biệt.